miền Nazareth thánh gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo, cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chốn gia đình, dù bao phong trần lòng được luôn sương vui vững tay đưa thuyền qua sóng đời, dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo miền Nazareth thánh gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo, cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình, Chúa nhiều. Tình yêu của Chúa Cha và ân điển của Chúa Thánh Thần
chúng ta noi gương theo mẫu gương của Thánh Giuse, rất là làm mọi sự theo thánh ý Chúa. Chúng ta nhìn hồ vì lòng yêu mến Chúa và phục vụ cho mọi người. Chính Thánh Giuse nêu gương cho chúng ta điều đó, và qua đó chúng ta dẫn tất cả công việc lao động của chúng ta, xin Thánh Giuse phù hộ trợ che để chúng ta luôn làm theo ý Chúa và việc lao động giúp ích cho chúng ta, cho gia đình và mọi người. Thánh lễ giờ đây được dâng theo các ý sau: hội nhàu xe đốc sứ xin lễ mừng quan thầy, giáo phu Giuse mừng lễ quan thầy, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Sống Thánh Giuse lao động cô Giuse mừng một mạng, cầu cho người sống và đã qua đời. Sống Thánh Giuse giáo phu Hương Triều mừng lễ quan thầy, sống toàn vị giáo phu Giuse xin lễ mừng lễ quan thầy, sống Hồng Ân quan thầy Giuse lao động xin lễ mừng quan thầy. Cầu nguyện cho hai linh hồn Giuse Phạm Văn Hồng và Giuse Phạm Sơn Hải. Cầu nguyện cho cụ trương Giuse Hiền và Maria Hiền. Cầu nguyện cho anh Nam Phạm Thị Lý. Cầu nguyện cho hai linh hồn Giuse và cầu cho cha mẹ. Cầu nguyện cho Giuse bị dỗ 100 ngày. Cầu nguyện cho Giuse minh công. Cầu nguyện cho một gia đình xin ơn hoán cải và cầu cho các linh hồn. Cầu nguyện cho Giuse thắng cho các linh hồn và các thai nhi. Cầu nguyện cho ba linh hồn Giuse và cầu cho các linh hồn. Cầu cho cô Giuse và xin cho được gặp thầy gặp thuốc. Xin lấy được về thánh cả Giuse. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng được đại hầu nhiệm thánh. Lạy Chúa Giêsu Soi chúng con. Thank you.
Thank you.
chiếc thư của Đồng Phaolô Tông đồ từ kiến Đức Colosse. Anh em thân mến, trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây dàng của điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì Thánh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Tất cả những gì anh em thực hiện, anh em hãy thành tâm thực hiện như cho Thiên Chúa, chứ không phải cho người đời. Vì anh em biết rằng anh em sẽ lãnh nhận phần thưởng gia nghiệp do Thiên Chúa trao ban, nên anh em hãy phục vụ Chúa Kitô. Đó là lời Chúa. Tầm thường của đời người, nhưng nó là lao công của cuộc
nay, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm thánh Giuse làm một lưu lao động cần cù, và nhất là lao động lúc này đang đòi hỏi con người phải hy sinh nỗ lực rất nhiều, bởi vì không phải chỉ kiếm tiền mà còn phải ý thức rằng làm như vậy là góp phần vào chương trình sáng tạo của Chúa và đồng thời góp phần hữu ích cho nhân loại chúng ta. Chúng ta đã sống trong đất nước Việt Nam của chúng ta và chúng ta không khỏi lo lắng khi con người ngày càng đối xử tệ bạc với thiên nhiên, đáng lẽ mình phải làm cho thiên nhiên để ích lợi cho con người thì tàn phá thiên nhiên. Biết bao nhiêu rất nhiều hectare đã bị con người tàn phá lấy cớ đỏ cớ kia. Người ta nói Việt Nam mình là đất nước tiên rừng và biển, nhưng bây giờ rừng thì trọng, biển thì khô, chết vì môi trường không tốt đẹp, cá chết không còn sinh sống tốt đẹp, nhiều vùng ở miền Trung đã bị rồi, nhiều cái khu rừng là cái nền sinh thái cần thiết. Và vì thế còn tại sao mình khi còn thẳng lên, rồi tại sao mình bị lũ lụt, tại sao mình nước mất trôi, đó là tại vì con người xử tệ bạc với thiên nhiên và thiên nhiên đang trả. Đúng vậy, khi mất rừng rồi thì những con voi hung dữ nó không còn đất sâu, nó phải về lại và nó biết ăn và nó phá hết và nó phá hoa màu của con người, tất cả tại con người. Trên lao động không phải chỉ lo kiếm tiền mà làm sao để góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa được tốt đẹp và ích lợi cho mọi người, không chỉ cho riêng cá nhân mình. Vì thế vào hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta nhìn vào gương thánh Giuse để mọi người chúng ta dù lao động chân tay hay lao động trí óc, tất cả chúng ta hãy ý thức để biết dùng tài năng Chúa ban cho và chúng ta kết hợp với ý muốn vì lòng yêu mến Chúa, vì công tác và chương trình sáng tạo của Chúa, chúng ta làm ra sản phẩm để nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng gia đình, hữu ích cho xã hội. Đừng vì sự cá nhân của mình hoặc tập thể nào đó mà chúng ta đánh đứng lương tâm, làm hủy hoại môi trường và cũng như chúng ta buông sang mắng tận, làm hại con người chúng ta. Chúng ta thấy bây giờ thực phẩm thú vị hay người ta dùng hóa chất nguy hiểm có thể gây ra bao thứ bệnh cho con người. Ngày nay rất nhiều bệnh ung thư xảy ra cũng là vì con người đã đang tâm dùng những hóa chất và thực phẩm tạo hàng ngày và vì thế để lại cái tổn hại rất nguy hiểm cho nhân loại. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, ngày hôm nay chúng ta cùng với các bạn trẻ, các giáo viên, các son, đặc biệt với anh em ở trong cột nhà xe, chúng ta cầu nguyện xin thánh Giuse và Mẫu Thân phù trợ cho chúng ta để nhờ đó mọi công việc lao động của chúng ta được đạt kết quả tốt đẹp theo ý Chúa, hữu ích cho chúng ta, cho mọi người và cũng như đặc biệt rằng chúng ta được mọi sự bình an tốt đẹp. Chúng ta yêu cầu thánh Giuse, bất kỳ chúng ta gặp khó khăn thử thách, chúng ta hãy kêu Giêsu Maria Giuse. Điều đó cho thấy thánh Giuse luôn là một nhân vật quan trọng cần thiết, ngài cầu cầu cho chúng ta. Kinh sĩ Joseph Sacre, linh mục người tử sĩ, có dạy rằng có một số ân lành anh cả Giuse từng cầu cầu cho chúng ta trước tòa Chúa, nhưng mà vẫn nên cần cầu rất đặc biệt. Vậy chúng ta hãy biết đó là những ơn gì. Thứ nhất là ơn thích tình và ơn chiến thắng những cám dỗ chống lại nhân đức tin tình. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện xin thánh Giuse gìn giữ chúng ta. Thứ hai, ơn trổ giúp người tội lỗi được thoát khỏi tình trạng tội lỗi. Vậy chúng ta cầu nguyện cho những người đang xa lìa Chúa nhờ ơn cầu từ của thánh Giuse quay trở lại với lòng thương xót Chúa. Thứ ba, ơn can đảm thú nhận tất cả mọi ưu quyến tội lỗi khi bị sự nổi. Chúng ta thật lòng ăn năn và khiêm nhường để xin thánh Giuse cho chúng ta cảm nhận những tội lỗi mình và tin vào lòng thương xót Chúa. Ơn thứ tư là ơn sống thân
tình với Đức Mẹ và đặc biệt sùng kính Đức Mẹ. Chúng ta biết rằng Mẹ là mẹ của chúng ta, mẹ yêu thương chúng ta, nên chúng ta hãy đặc biệt cầu nguyện của Thánh Giuse để cho chúng ta biết sùng kính Đức Mẹ. Thứ năm, ân điều soi sáng để nhận ra ân gọi, sống theo ân gọi và sống một cách trọn vẹn. Chúng ta dù là ân gọi thanh niên hay ân gọi trong cuộc sống hôn nhân, chúng ta cần được ơn này của từ che chở. Và thứ sáu, ân trợ giúp đặc biệt trong lúc bị thử thách, đau bệnh và trong giờ hấp hối. Đây là điều ai chúng ta cần thiết. Vì thế xin Thánh Giuse chuyển cầu cho chúng ta và nhận lại cho chúng ta điều noi gương bất chấp người trước toàn nhiệm vụ Chúa đã giao phó. Hầu chúng ta được từ niềm vui của Chúa đã bước vào cho những đôi tới trung thành với Chúa theo gương Thánh Giuse. Để đây xin cầu bảo chúng ta đứng lên để điểm chung trong lời nguyện. Anh chị em thân mến, hôm nay hội thánh mời gọi con cái mình chiêm ngắm và sống trong tấm gương cầu nguyện và lao động của Thánh Giuse nhờ sự chuyển cầu của Ngài. Chúng ta dâng lời nguyện xin lao động có phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, xin cho những người lao động tay chân hoặc trí óc biết tích cực đóng góp tài năng và sức lực của mình để xã hội thêm phồn vinh và gia đình họ thêm ấm no hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Ngài là con mắt thờ mộng, xin cho các chủ lâm nghiệp biết tôn trọng phẩm giá luôn đối xử công bằng, tử tế để môi trường làm việc trở thành ngôi nhà yên tĩnh yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Trẻ em là tương lai của hội thánh, xin cho các trẻ em bị làm đường sức lao động được thoát khỏi áp lực và được nhiều người quan tâm tạo điều kiện học hành để các em có một tương lai tươi sáng hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thánh Giuse là gương mẫu đức tin, xin cho các gia trưởng luôn ý thức trách nhiệm quan trọng của mình nơi gia đình, tích cực noi gương Thánh Giuse trong đời cầu nguyện và lao động để xây dựng một gia đình thánh thiện và hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành thân thiên sư là Vâng lời Chúa luôn lên và theo
Chúa quên thân mình.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là nơi lương thực với trời với rừng chúng con, xin dạy chúng con biết bao nhiêu thanh nhu xe đề ngài mà bạn dẫn về đến ai. Chúa đã đổ xuống tâm hồn chúng con, nhờ đó chúng con sẽ được tự mình an thoải mái. Chúng con cầu xin nhờ được đi thôi Chúa chúng con. Xin lưu ý lúc 19 giờ dân hoa kính thức mẹ của hôm nay cũng như dân hoa cũng như tiểu hình của xe cho dịp lễ Chúa vào hôm nay. Chúa ở anh chị em xin nhìn Chúa vào